Xin chào các em đến với chương trình Thiếu Nhi Thông Sáng. Lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi, quyển Thế Giới Mới Tuổi Thơ số 55, ngày 29. Chăm chỉ học lời Chúa. Kinh Thánh Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 32 câu 45 đến 47. Câu ghi nhớ: Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 32 câu 46 phần A. Chúng ta cùng đọc chung với nhau câu gốc hai lần nhé. Hãy để lòng chăm chỉ về hết thảy lời ta đã nài khuyên các ngươi ngày nay mà truyền cho con cháu mình. Hãy để lòng chăm chỉ về hết thảy lời ta đã nài khuyên các ngươi ngày nay mà truyền cho con cháu mình. Chúng ta cùng mở Kinh Thánh ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 32 câu 45 đến 47 nhé. Chúng ta có sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, trang số 163 là sách thứ 5 ở trong phần Cựu Ước. Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 32 câu 45 đến câu 47. Chúng ta cùng đọc chung nhé. Khi Môi-se đã đọc xong các lời này tại trước mặt cả Israel, thì người nói cùng chúng rằng: Hãy để lòng chăm chỉ về hết thảy lời ta đã nài khuyên các ngươi ngày nay mà truyền cho con cháu mình, để chúng nó cẩn thận làm theo các lời của luật pháp này. Vì chẳng phải một lời nói vô giá cho các ngươi đâu, nhưng là sự sống của các ngươi. Nhờ lời nói này, các ngươi sẽ ở lâu ngày trên đất mà các ngươi sẽ đi nhận lấy khi qua sông Giô-đanh. Chúng ta sẽ tô màu câu ghi nhớ của chúng ta nhé. Câu ghi nhớ của chúng ta ở trong câu 46 phần A, bắt đầu chỗ hãy để lòng chăm chỉ. Hãy để lòng chăm chỉ về hết thảy lời ta đã nài khuyên các ngươi ngày nay mà truyền cho con cháu mình. Hãy để lòng chăm chỉ về hết thảy lời ta đã nài khuyên các ngươi ngày nay mà truyền cho con cháu mình. Chúng ta xem trang bài tập. Trong phần tìm hiểu, ông Môi-se đưa ra mệnh lệnh nào cho dân Chúa? Câu số 46. A. Hãy chăm chỉ làm theo lời ông Môi-se đã dạy. B. Dạy lại những điều ông Môi-se nói cho con cháu mình để chúng làm theo. C. Cả hai đều đúng. Bây giờ chúng ta xem Kinh Thánh và tìm ra đáp án đúng của câu này nhé. Ông Môi-se đưa ra mệnh lệnh nào cho dân Chúa? A. Chăm chỉ làm theo lời ông Môi-se đã dạy. Bây giờ chúng ta xem ở trong Kinh Thánh có cái cụm từ chăm chỉ làm theo lời ông Môi-se đã dạy không? Chúng ta xem. Khi Môi-se đã xong các lời này tại trước mặt cả dân Israel, thì người nói cùng chúng rằng: Hãy để lòng chăm chỉ về hết thảy lời ta đã nài khuyên các ngươi ngày nay. Như vậy thì có cái chữ chăm chỉ. Chúng ta thấy có cái từ chăm chỉ ở đây. Chăm chỉ. Như vậy thì chúng ta thấy ở trong cái phần đáp án này, thì chúng ta thấy cái câu chăm chỉ làm theo lời ông Môi-se đã dạy là đúng phải không? Chúng ta làm dấu ở đó. Rồi, cái câu B, dạy lại những điều ông Môi-se nói cho con cháu mình để chúng làm theo. Tiếp theo chúng ta thấy mà truyền cho con cháu mình. Như vậy chúng ta thấy
có cái cụm từ là dạy lại những điều ông Môi-se nói cho con cháu mình để chúng làm theo. Ta thấy như vậy thì câu A và câu B đúng. Thì chúng ta sẽ chọn câu nào đây? Có câu C là cả hai đều đúng, cho nên chúng ta sẽ chọn câu C là câu đúng nhất. Như vậy chúng ta khoanh tròn câu C nhé. Câu số 2. Ông Môi-se khuyên dân Chúa phải làm theo những điều ông này khuyên. A. Vì ông là người lãnh đạo họ. B. Vì nhờ làm theo điều ông nói, dân chúng sẽ được sống lâu trên đất hứa. C. Vì không làm theo, ông sẽ phạt họ. Như vậy bây giờ chúng ta tìm xem ở trong Kinh Thánh nói đến cái ý nào và chúng ta chọn cái câu đúng nhất. Chúng ta thấy để chúng nó cẩn thận làm theo các lời của luật pháp này. Rồi, vì chẳng phải một lời nói vô giá cho các ngươi đâu, nhưng nó là sự sống của các ngươi. Nhờ lời nói này các ngươi sẽ ở lâu ngày trên đất mà các ngươi sẽ đi nhận lấy khi qua sông Giô-đan. Nhờ lời nói này các ngươi sẽ ở lâu ngày trên đất. Ở lâu ngày trên đất. Ở lâu ngày trên đất. Như vậy bây giờ cái cụm từ ở lâu ngày trên đất thì nó tương ứng với câu nào ở trong ba câu này các em? À, câu B. Vì nhờ làm theo điều ông nói, dân chúng sẽ được sống lâu trên đất hứa. Ở lâu ngày nó tương ứng với cái từ được sống lâu. Được sống lâu. Như vậy chúng ta chọn câu nào? Chúng ta chọn câu C. Câu B, xin lỗi. Chúng ta chọn câu B. Ông Môi-se khuyên dân Chúa chăm chỉ làm theo điều ông truyền dạy vì chính ông nhận từ nơi Chúa. Chúa đã soi sáng, hướng dẫn, dạy dỗ cho ông Môi-se. Và ông Môi-se nhận những sự dạy dỗ này từ nơi Chúa. Và rồi Chúa muốn ông Môi-se truyền dạy lại cho dân sự, để dân sự làm theo, được phước và được sống lâu. Trong phần nhận biết, khi em nghe và làm theo lời Chúa, khi nghe và làm theo lời Chúa thì dân Chúa sẽ chiến thắng mọi kẻ thù và được sống lâu trên đất hứa Chúa ban. Chúng ta có dịp đọc Kinh Thánh lịch sử của tuyển dân Do Thái thì chúng ta sẽ thấy rằng lúc nào dân sự của Chúa nghe và làm theo lời Chúa thì Chúa cho dân sự của Chúa được bình an và họ chiến thắng mọi kẻ thù ở chung quanh và họ được Chúa ban phước, họ được sống lâu ở trên đất. Nhưng ngược lại, khi nào mà họ không vâng theo lời Chúa, họ phạm tội thì những kẻ thù ở chung quanh sẽ chiến thắng họ, bắt họ đi làm phu tù, đi lưu đày và đối xử rất là nặng nề trên họ. Như vậy, em chăm chỉ học lời Chúa mỗi ngày và làm theo để được phước. Khi em chăm chỉ học lời Chúa mỗi ngày và làm theo thì Chúa sẽ ban phước cho các em. Các em sẽ được sự khôn ngoan ở trong việc học hành, được thành công ở trong mọi công việc mà các em làm, và các em được Chúa ban cho sự sống lâu, phước của Chúa. Thực hành. Em chăm chỉ học lời Chúa bằng cách làm bài Thế Giới Mới Tuổi Thơ mỗi ngày. Nếu chưa, em hãy nhớ bắt đầu học mỗi ngày nhé. Chúa sẽ rất vui vì em. Đây là quyển sách mà các em có cơ hội để mở Kinh Thánh ra, đọc lời Chúa và sau đó học câu ghi nhớ, rồi các em làm bài tập để các em nhớ lời của Chúa. Và khi các em nhớ lời của Chúa thì các em có được sự nhận biết
có được sự nhận biết để biết rằng Chúa dạy các em điều gì. Và rồi khi các em thực hành, có nghĩa là các em làm theo lời của Chúa, thì Chúa sẽ ban phước cho các em. Cho nên các em mỗi ngày dành ra thời gian để học lời của Chúa, làm theo và Chúa sẽ ban phước cho các em. Câu hỏi ở đây là lời Chúa đã thay đổi em thế nào? Em hãy kể lại hay là ghi ra một cái điều mà Chúa đã thay đổi đời sống em, thay đổi cách suy nghĩ, lời nói hay là hành động của em nhờ vào lời của Chúa. Ví dụ như khi các em chơi chung với bạn bè và bạn bè thường nói những lời tục tiểu, chửi thề, thì các em nhớ đến lời của Chúa là chớ có một lời dữ ra từ miệng anh em chẳng hạn, thì các em được lời Chúa nhắc nhở và mình không có nói những cái lời dữ, không có nói những lời tục tiểu, thì đó là lời Chúa đã thay đổi em đó. Cho nên em đã được lời Chúa thay đổi như thế nào, em có thể ghi ra và đây là câu trả lời của mỗi em nhé. Trong phần gợi ý cầu nguyện, em xin Chúa giúp em ham học lời Chúa mỗi ngày. Em đều dành thì giờ để học. Bây giờ chúng ta có lời cầu nguyện. Chúa ơi, xin Chúa giúp con chăm chỉ học lời Chúa mỗi ngày. Chăm chỉ học lời Chúa mỗi ngày. Chữ lời Chúa là nói đến Kinh Thánh, cho nên chúng ta viết hoa. Chăm chỉ mỗi ngày. Và làm theo lời Chúa dạy. Xin Chúa cho con biết giới thiệu về Chúa và lời Chúa. Cho bạn bè của con. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Như vậy chúng ta cần chăm chỉ học lời Chúa mỗi ngày. Và quyển Thế giới mới tuổi thơ này là quyển sách mà chúng ta có thể học lời Chúa mỗi ngày, làm theo và được phước của Chúa ban cho. Bây giờ chúng ta cùng cầu nguyện nhé. Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời yêu thương chúng con. Xin Chúa giúp cho con siêng năng chăm chỉ học lời Chúa mỗi ngày và làm theo lời Chúa để được Chúa ban phước cho. Và cho con cũng giản dị nói về Chúa, nói về lời của Chúa cho bạn bè của con. Con cảm ơn Chúa. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin chào các em, hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo nhé. Mỗi ngày các em nhớ chăm chỉ học lời Chúa và làm theo để được phước của Chúa ban cho nhé. Xin chào.